Ủa giờ mấy lúc đi vô rừng mình đi bắt ong vậy không sợ ma hả? Đi vườn á thì cái chỗ nào á cũng như là cặp lộ vậy nè anh, người ta cũng nhóc chân à, đâu mình đâu có sợ, chứ không dám đi vô sâu hả? mà đi vô sâu cái là em nhớ chực là có ai nhìn mình, cũng như là anh mấy cái bóng đen á, em cũng có gặp mấy cái bóng đen anh, Có gặp hả? gặp trực tiếp à, lúc lúc đó là có gặp cái bóng đen, có gặp thật Mà sự có luôn nói á. chuyện không? Có nói chuyện nhau Không, nó ở ngồi trên cái mé, không? Ngồi chân cái me hả? nó như là giống như là kiểu mà con mắt nó bự, tóc nó cũng dài như con đàn bà mình vậy đó, nó có cũng vuốt này cũng có trơn vậy đó, móng tay thấy dài lắm nghe, Dài hả? dài giò cũng dài đó, ngồi như vậy nè, nó ngồi gì nó nhìn mình vậy nè, Nó ngồi trên cái me hả? anh tính là trời mưa lắc gắt vậy đó, là anh tính đâu ai không à, giống như là anh thấy trời cũng chỉ mưa đó, mà sao mà nhìn kỹ là không phải là người ta, mà nó đang thui hà, nó đang ngồi gì trên cây me mình á, Dạ, mà lúc đó con mắt nó có màu không anh? nó đỏ, Mắt đỏ hả? mắt đỏ Dạ, quỷ luôn á, yên tinh á. đó. Rồi anh tính này mà xét nó đánh ha, cái tàu dừa đó, cái đọt non của nó sắn luôn rồi, nó xẹt xuống vậy đó, nó gớt là xét đánh đó, là anh tính là làm em văng, em lúc đó em đâu đi văng lưới, em văng con cút đằng kia lội đi thăm, rồi em có thấy cái bọng dừa nó có là mấy cái trứng đó. Em định là chút xíu mình văng lưới xong mà lại bắt luôn, thì mấy con vịt quăng ở đâu á, ở trong á, rồi em thấy gì với bắt luôn em làm lấy cái trứng á, ở đâu rồi thấy nó lội hoài em để không ai đâu hết trơn, nó có ổ, rồi thấy chút xíu mình định quay về, mà rốt cuộc mình tính không bằng trời tính đâu, mình chạy trước, lúc mà em thấy rồi là em bỏ, giờ em đi không nổi luôn Tao thấy nó ngồi trên cái mé hả? á. Mà hai cái chân này giống như là ai mà theo kiểu mà nó mình thấy rồi đấy ha, là đi không nổi luôn, cho Quýu nên là từ đó là em sợ ma đó, Quýu luôn phải không? quý quá Quýu trơn rồi em sợ quéo ma, luôn. chứ mà ngày xưa trước nữa em ít có sợ lắm, tại vì em va chạm rồi, Thấy cái đó mới sợ thấy đúng rồi, từ ngày đó là em sợ tới giờ. Anh tính là tự nhiên em tính giống người ta, mình tưởng ai leo cây me hay gì đó, mà dòm kỹ đâu phải người ta, Mà mấy người? một người à, Một người một bởi thường thường ta nói trên me có cây me có ma đó, là Có giờ mới thể tin thật sự, quắc nó có kêu mình không? không nó chỉ nhìn em vậy nè, Chỉ mắt nhìn đỏ thôi. lòm mà nó bự nữa, Mà nó to con không anh? cỡ cỡ tu linh nè, chân nó bự luôn, Nhỏ hả? nhỏ ngồi trả lời em là muốn lết luôn vậy, là lưới bỏ lại luôn, Sao lúc đó mình không bình tĩnh, mình lại phải nói chuyện thử trời ông nội em không dám nói chuyện nữa, anh bỏ giờ em chạy mà nó chạy không nổi, nó giống như là nó ăn đời quết hay gì hết trơn, cái đời về đời 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 guốc cái giò là không còn dính với mình đó, Mình bình cái tĩnh hai cái này. quai hàm này nè nó cứng hết trơn, em la ma đó mà để em chạy đó Mà la không nổi luôn. la không nổi luôn, cái lằn xương sống này nè nó lạnh luôn á, rồi cái hai bên đây nè nó muốn nhưng mà theo kiểm giác thì nó dựng thì nó không có dựng, mà nghĩ mà nó cảm giác là đã dựng rồi đó, Nào nó da gà nổi cục trời cục ơi, rồi em hết dám qua luôn, mà cái chỗ đó giờ người ta cắt nhà hết rồi, nó giải tỏa nó làm khu dân cư á, giờ cũng Bây giờ nếu mà thấy lợn lần nữa anh dám tiếp xúc nói chuyện thôi 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 em chạy trước em sợ lắm rồi, Vậy hả? họ thấy chỗ nó không có làm hại mình, rồi thấy mình thấy cũng dội, mình thấy Muốn gặp cái những cái tình trạng đó thì mình nên gặp cái thì mình nên chào. trời ơi Mình phải là người thân thiện chứ, mình đâu có làm chuyện gì xấu biết rồi mà cái đó ông nội em dám lại nó nói nó quất cần cổ mình cái này chết luôn quá, thấy ghê quá, mình cứ chào bình thường hello hello bạn quất cần cổ gì chứ nó làm nó táp cái gầm cái rồi, trời cứu luôn á, táp là chỉ có cái xấu thôi, anh đi xuống sông nó sợ thôi. Ai biết đâu thấy gì thấy ghê, mà thấy cái nó là không phải là nó là theo kiểu mà như con người mình đâu, nó là một cái dạng bóng cái bóng con người thôi, chứ không phải mình thấy thật như người ta thật như mình đâu, Mà đang vui hả? nó đang thua cục vậy đó, Dài hả? Nhìn kỹ mà gái ha, gái gái cỡ người lớn mà nó dạng chắc nó nhỏ tuổi chết, trọng trọng đó, trọng nhìn kỹ lắm, nhìn kỹ nó mới bỏ chạy trời ơi, trời em tính rồi ai mấy nít ở xóm leo cây me vậy đó, mà nhìn kỹ là trời người ta đâu có ai mà con mắt nó bự chà bá mà nó đỏ lộm nó đen thui, chạy về nhà có ướt quần luôn không anh? Không biết ướt không mà nó ướt quần chứ vậy rồi đâu có dám qua đâu, không có dám qua nữa, hết dám qua luôn hay sợ luôn,
mọi lần thì ưa đi qua đó. Giờ nghĩ tới vợ luôn mà, giờ người ta giải tỏa luôn, người ta làm nhà rồi. Đợt mà cha ổng đi thiêu đó, em đi lấy cốt. Đợt đó em đi nhờ có ông anh đi chung chứ em cũng sợ ma không chết luôn. Ôi, sao ma mà dám từ dưới chạy lên đây ngủ dọc đường? Có, em lúc mà đi lấy cốt của cha kia, mà có mình anh vô lò thiêu á. Mình đi cũng em nói giờ sợ mê lắm. Còn đêm mà theo kiểu là đó, mình ên á thì em sợ lắm, còn đi chung một nhiều người á thì em dạng lắm, rất là dạng, mà theo kiểu đi nên là rồi sợ lắm. Bá đạo hình tinh thì đi bắt ông gì dẻ mà sợ ma. Rồi em hỏi thiệt, dạ. Dọc đường ở dưới Kiên Giang dọc sỏi lên tới trên Sài Gòn ngủ ngoài đường vậy, giờ có sợ ma không? Ngoài đường á thì có vợ con mình không có sợ. Nghe lớn thì... nghe lớn, con đi dọc đường con có sợ ma không? Vậy có mình anh á hả, nhà mình anh nhắc nhất á. Dạ, ở nhà đi mà đêm chỗ nào hơi tối là rồi đó, không bao giờ lại. Chỗ nào tối là rồi, chỗ nào sáng trưng là mới lại. Anh đấy em lại cái đèn nào mà sáng trưng là rồi, anh hiểu. Chỗ nào anh thấy cái đèn sáng rồi là tối là em lại em ngủ à. Rồi, chỗ ở dưới quê có sợ không? Ở dưới quê hả? Dạ. À, trời ơi, chúa luôn. Em nè, em đi đợt đó em ham cái coi trên YouTube á, em thấy người ta đi đặt cấm câu á. Dạ. Em cấm nhóc hết trơn, lúc bằng ngày em cấm mà. Trời, cái lúc mà đi ta kêu nó 7-8 giờ tối mày thăm là dữ lắm. Dạ. Trời ơi, xách cái đèn ra tới ngoài rồi em khóc, anh ơi em khóc đi về luôn. Em chạy tới bà nội em dọc đường em mô Phật không? Nó mô Phật, bà nó hai bên đây là nó dựng. Mà có thấy cái gì không? Không có thấy gì chứ á. Không thấy gì thì dựng. Ờ, chuột nó chạy em cũng sợ nữa. Em nhát lắm. Tự nhiên đang đi bụm, em tưởng cái gì tới em giọt. Chưa thấy ai mình nhớ như anh vậy đó. Giờ ban đêm mình dám đi vô nghĩa địa không? Không, em không dám đâu. Em hay quay tâm linh lắm, trong nghĩa địa đi không? Thôi. cái vụ đó là không chơi. Ban ngày á thì có người á, một người đi chung em là được rồi. Em không sợ. Còn mà không kiểu mà tự nhiên cái anh đi vô cái chỗ trắng tanh vậy đó, là cái đầu óc em nó suy nghĩ tầm bậy không. Lúc cha không còn sống á, đi bắt ông vô vẻ là cho nhớ, là nhớ đời luôn. Nhờ cha mà sinh mạng em còn, nếu mà cha mà ổng không ấy, ổng hô lên cái chắc em chết. Anh tính ổ ông vô vẻ nó gần cái bằng con vật gió này nè. Mà em lội ngang em đạp nó, tại vì nó nằm dưới đất á. Nằm dưới đất gì nè, em đạp lên luôn. Nó dẹp bét luôn vậy nè. Rồi em đi qua luôn. Rồi cha ổng đó, ổng mà dạng ổng bị cà lắm á. Ổng trọng ơi, ổ ông kìa, là đây em quay lại anh thấy nguyên một cục trà bá vậy nè, nó túa ra vậy nè. Trời ơi trời, là em nói chính mình chết luôn. Em nín thở, em nín mà hết tốc độ luôn, em nín vậy đó là em bỏ giò em giọt. Trời ơi trời, em nói anh tính mà mấy cái bụi che gai đó nó gần đó người ta giục đó. Trời ơi, rồi nó tùm lum hết trơn vậy nè. Em bường giò cẳng nó banh chành hết trơn, chứ anh không bường qua đó rồi cho chết. Lúc đó là em chơi hết tốc độ luôn đó, bây giờ cục giò cũng chơi luôn, em chơi hết ga luôn. Rồi lúc đó mở chế độ tốc biến ha, là chơi theo kiểu mà tài thiên 72 phép mà em biến luôn đó. Cái dèo liền ba cái hụ ra tới ngoài đó, có đường sống. Rồi lúc đó biến ra có bị mũi nào không hả? Không có bị nữa, không có chích, tại vì đạp ngang á là chưa bắt hơi mình hay sao đó, là cũng hơi xa, tại vì bỏ giò ra rồi đi hơi xa rồi. Cái đầu là nín thở hết tốc độ rồi, đâu còn thở, tại vì nghe nói là nó bắt hơi mình á, nó bắt hơi con người mình á, trâu mà còn chết nữa. Mình trâu mà còn chết rồi sao mình chịu nổi. Nó quýnh mà cái theo kiểu mà ba má em nhìn không ra nữa.